đưa ở gần tôi chạy nè Bi ơi. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tô Gà Gaming, và hôm nay chúng ta đã trở lại với game trò chơi Flashlight Tag, hay còn gọi là đèn binh tác đó các bạn ơi. Giải quyết 5 cái puzzle là 5 cái mê cung các bạn, để có thể binh nó yếu đi của những cái thằng tác. Tác là những cái gọi là như kiểu những cái thằng đi bắt mình đó mọi người. Chúng ta phải sống sót tới 5 phút để thoát khỏi trò chơi này, cố gắng thoát ra khỏi ánh đèn của kẻ gọi là kẻ đuổi bắt đó các bạn. Nhìn lên trên màn hình nó có chữ Help Me. Không có chữ A, như hình như bạn đó đã bị bắt rồi, bây giờ chúng ta phải qua cứu bạn đó hay sao á. Ôi kìa, nó bị đòi, nó bị đòi. Đây nè, coi giúp cái bạn thôi, như bạn nó sắp thôi. Ừ, tôi thấy cánh đèo rồi, tôi thấy đèo. Oh my god, tôi đã thấy cánh đèo rồi. Cái gì? Ôi, cái bạn cầm đèn kìa. Ôi, cái thằng, oh my god, tôi gà dính đèn rồi, tôi gà dính đèn rồi, tôi gà chạy. Ô, chạy lại, ôi giời rồi luôn. Tiếp tục với chọn map đây các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn map ở giữa, có thể là map high school. Bây giờ nó sẽ chọn, ui, mình là hider đó. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Ôi, 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 Nabi hả? Ôi, Nabi, hello, tôi gà đây. Hình như bấm nút gì là để bò ra, hình như chứ, à, chứ xe là để bò xuống trốn rồi Nabi ơi, trốn đây nè, trốn đây nè. Ok, ok, trốn qua đây các bạn ơi, tụi mình đang bò đi. Và cái thằng cầm đèn binh, ánh sáng của tụi mình á, chúng ta đang có 100% máu này mọi người, và có 8 người vẫn đang còn sống. Đã có 2 người bị bắt rồi, 3 người bị bắt rồi, bây giờ mọi người đó, hình như đó chỉ là những người bị bắt và cần mình cứu kìa bây giờ. Nhưng mà mình bây giờ mình mà ra cứu lên mình sẽ bị bắt. Ừ, cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, nó ở sau lưng kìa, nó ở sau lưng kìa, chạy đi nào bây giờ, nó ở sau lưng, nó dọi đèn mình kìa. Oh my god, sao lưng à, bấm xe xong bánh control nó chạy. Ây da, tôi gà bị dọi đèn rồi, tôi gà bị dọi đèn, bị bắt luôn rồi. Ôi, có người đang cứu tôi gà Nabi ơi, có người đang cứu tôi gà. Oh my god, cảm ơn, chạy. Có bạn mẹ ở đây, tôi gà chạy đây. Oh my god, trốn rồi. Trời ơi, có ai. A, tôi gà chạy nữa là. Ây da, tôi gà bị bắt nữa rồi. Các bạn đang cứu tôi gà. Trời ơi, bạn đi. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi, bây giờ tôi gà đứng dậy được cái. Tôi gà chạy liền nha mọi người. Chơi cam đó, bạn đi chơi cam chứ xấu. Lúc mà tôi gà đang bị chết thì tôi gà đừng có gì chuyện. Tôi gà bị dội rồi luôn, tôi gà chết luôn rồi. Bây giờ vẫn còn 2, 3, 4 bạn đang sống sót các bạn ơi, cố lên mọi người ơi. Ủa sao kêu lên nó tăng lại? Kêu lên vừa bắt được một người nên là đã tăng lại binh rồi. Đây chính là bạn kêu lên này cầm nguyên cái đèn binh màu xanh này các bạn thấy không? Đó, đi dội đèn, ai mà bị dính đèn một cái là bị bắt mất tiêu luôn. Tôi gà bị bắt luôn rồi. Bạn này thua các bạn, còn 13% rồi cầm cái đèn binh. Vậy là mình sắp thắng rồi Nabi ơi, let's go. À, kìa, bạn kia sắp chết rồi, hãy cứu cô ấy đi, anh đang vũ. Ôi, nó thấy rồi kìa, nó thấy rồi, chạy đi, đừng để bị bắt. Rồi, wow, yeah, thắng rồi. Chẳng kính chào, Tô Gà sẽ cố gắng sống sót tới giây cuối cùng cho các bạn coi nha. Bây giờ người đi trốn. Chứ chỗ nào trốn kỹ. Ui, sao cái chỗ này giống nhau hồi nãy vậy? Thôi, bỏ đi chỗ này chơi trốn không kỹ thế nào ấy. Làm sao để cứu vậy? À, chỉ cần đứng gần là được. Chỉ cần tới gần là cứu được rồi. Đây, tôi gà cứu rồi. Ui, chạy đi bạn ơi, tôi gà cứu được bạn thì bạn chạy đi bạn ơi. Ôi đèn sáng lên rồi kìa, hình như ai vừa giải một cái câu đố đó. Bây giờ đi tìm mấy cái câu đố để giải này, chúng ta sẽ thắng đó. Ờ, hình như để tôi gà coi cái thằng cầm đèn cho. Giải rồi. Ui, đây, tôi gà đang thấy thằng cầm đèn rồi nè, Nabi ơi, coi chừng nha. Nabi trốn nè. Ôi ơi, Nabi trốn kỹ quá vậy, Nabi bu gì với cái con ong này. Trời ơi, đất ơi, các bạn coi Nabi nè, trốn một cục bắt người nha. Ui, cánh cửa sẽ mở sau 10 giây kìa Nabi ơi, chạy ra ngay cánh cửa nha. Đó rồi, cánh cửa sắp mở. Rồi, còn 1 phút để chạy đó Nabi ơi, chạy theo cánh cửa đi. Cửa đâu vậy? 40 giây nữa Nabi, cố lên Nabi, sắp chiến thắng rồi các bạn. Ôi, đi qua. Chạy đi Nabi, bấm control rồi luôn. Nabi bị bắt rồi. Chết rồi, sắp. Trời ơi, gục ngã chứ cổng lên đường tôi chứ ai, còn một chút xíu nữa thôi. Rồi luôn, không ai. Nabi bò đi. Ôi, các bạn cứu Nabi kìa, Nabi ơi. Các bạn cứu kìa. Ôi, sau lưng nó kìa, chạy đi Nabi ơi. Chạy đi, cánh cổng kìa, chạy đi. Oh my god, ngủ sao gì kì vậy? Sao Nabi bò vô cái tường vậy? Thoát được không vậy? Không được. Trời đất ơi, phải bấm F vô hả? Trời đất ơi, xui thiệt chứ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi map biệt thự nè mọi người, xem thử nó sẽ như thế nào đây mọi người. Ok, chúng ta kiếm chỗ trốn. Trời ơi, cái map biệt thự này nó rộng quá vậy. Trời ơi, có cái sân nhà ngoài sân nhà đó nè Bi ơi. Hình như chúng ta có thể trốn ở bên dưới. Ôi trời, tắt đèn rồi. Chúng ta có thể trốn bên dưới bể bơi luôn á mọi người. A few moments later. Ây
tôi bị bắt rồi, đang chốt rồi, tự nhiên nó bắt tôi đây vậy. Trời đất ơi, rồi rồi luôn, không ổn, không ổn rồi, chơi mới vô mà tôi thua rồi các bạn ơi. Chết rồi, không ai cứu tôi luôn rồi các bạn ơi. Ui, Abby ơi, khỏi khỏi, có người đang cứu tôi gà, có người đang cứu tôi gà ơi. Ui, tôi gà được cứu rồi, tôi gà chạy. Ôi, tôi gà chạy được rồi. Ok, để tôi gà đi cứu những bạn khác thôi. Ok, cố lên. Abby đang bị cháy rồi. Abby đó đâu vậy? Ừ, bà nó đang ở gần tôi lắm luôn nè mọi người. Ôi, nó bị bắt rồi. Chạy thôi. Ba ba ba. Dạ, tôi bị bắt luôn rồi. Trời ơi, sao cái nhà này. Bò lại nhau, hồi máu cho nhau được á. Ủa dạ, bò gần nhau là hồi máu nhau được á. Có bạn đang bò cứu hai tụi mình kia. Wow. Yeah, cảm ơn bạn nhiều nha. Đi vào. Bây giờ chúng ta trốn vào chỗ nào an toàn đi nào. Bi ơi, bò xuống đi từ từ ơi. Bây giờ mình chỉ còn một team thôi. Chỉ cần một lượt bắt tô gà đó thôi thì tô gà sẽ không được hồi sinh nữa nha mọi người. Nên là tô gà lần này phải trốn kỹ. Tô gà không có mạo hiểm đi cứu người nữa đâu. Ui, tô gà thấy cái ánh đèn của nó rồi. Không sao, Oh my god. Tô gà đi rồi nè Bi ơi. Rồi luôn. Không ai cứu Nabi được rồi. Ui, có bạn cứu Nabi kìa, có bạn cứu kìa. Ui, sao bạn nó cứu xuyên cửa luôn à, hay quá vậy. Wow, Nabi đứng lên rồi, chạy đi, cửa đâu không ra được không. Trốn đi, Nabi nó ở ngoài cửa kìa, Rồi, cố lên Nabi, sao tôi toàn chết trước, Nabi không giải thích được chứ. Tôi gà coi nó còn nhiêu cục pin coi. Ui, bạn nó còn 1% pin. Wow, thắng rồi, chúc mừng Nabi. Hay quá vậy, còn đúng 1 cục pin luôn các bạn ơi, tức quá. Chúng ta có những map mới nè mọi người ơi, đó chính là map băng Roblox. Ôi, cái ba map y đúc nhau nhưng mà như chế độ khác nhau. Chế độ tốc độ và chế độ bình thường với lại chế độ 2TG hả? Ui, hình như đó chính là chế độ 2 thằng cầm đèn pin luôn đó Nabi ơi. Nabi đâu rồi? Đi trốn chung. Ủa, cái map này là map gì vậy? Nhà vệ sinh nữ nha tôi gà. Ok, trời, cái nhà vệ sinh nữ sao mà tôi vô vậy? Tôi trốn như gầm bàn quá. Đó, chỗ này à, trong này thì chắc con gà của tôi nó có phải giấu được nè. Oh my god, tôi gà đi luôn rồi Nabi ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai bạn cầm đèn pin ở đây mà hèn gì. Nabi chạy đi coi chừng kia, Nabi coi chừng kia, Nabi ơi. Chạy đi, đừng. Rồi luôn, nằm một đống luôn. Hello. Trời ơi, tôi gặp bị bắt rồi. Có người cứu chúng ta rồi, Rồi, chạy thôi. Đây, bên này, xích đây Nabi ơi. Nabi chạy rồi, tôi quá không thấy gì hết trơn. Ôi, xin bà. Trời ơi, tối rồi luôn, Nabi nằm luôn. Rồi luôn, tôi gà đang trốn ở đâu tối quá, tôi gà cũng không biết nữa này Nabi ơi. Trời ơi, tối quá đi à. Ok, tôi gà đang trốn ở đây. Có ai cứu Nabi không? Có cần tôi gà qua cứu không? Nabi còn có một giọt máu. Nabi đâu rồi? Nabi còn sống được không vậy? Để tôi gà qua cứu nè, có ai ở gần không? Có. Ok, Nabi được cứu rồi sao? Ok, hay lắm. Ok, mình sẽ trốn trong này. Ui, trong này có vẻ an toàn này các bạn ơi. Tôi gà sẽ trốn sau cái thùng rác này. Tôi gà vẫn còn hai tim lận. Trời ơi, ai mà vô đây một cách cho tôi giật mình luôn các bạn. Tôi đang chui cái mặt cho tường, tôi không có thấy gì hết trơn á. Không biết bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra đây. Chết rồi. Ghê quá, bạn Nabi có bên đó có an toàn không vậy Nabi ơi? Rồi luôn, vừa nói xong cái Nabi bị bắt luôn rồi. Có ai đó không? Để tôi gà ra cứu này, có ai đó không? Nabi chết luôn rồi. Trời đất ơi, Nabi chết luôn rồi các bạn ơi. Trốn sau cái thùng rác. Con đưa ở gần tôi gà Nabi ơi. Oh my god. Ui, nó không thấy tô gà kìa Nabi ơi, nó không thấy tô gà kìa. Oh my god. Thấy chưa, dám chửi tôi trốn hèn hạ đó hả? Nhưng mà tôi trốn hơi bị bro vip đó nha. Trời ơi, các bạn thấy đỉnh chưa? Hên mà lúc đó bạn nó đi qua không có thấy tôi nha mọi người, ghê quá. Oh my god. Nabi trốn được rồi. Ok. Bạn kia bạn nó giải đố, Nabi bị rồi luôn, bật đèn luôn kìa. Bật đèn, không sao. Tô gà đang trốn an toàn, Không ai thấy được tô gà, bạn nó vừa chắc chắn này. Nabi thông báo nha. Uầy, đừng có chơi bậy bạ chết tôi nè. Ok, bây giờ mình sẽ chạy. Ui, có ai lại vô kìa, có ai lại vô kìa Nabi ơi. Ui, bạn nó kìa Nabi ơi. Chưa thấy. Ôi, bạn nó chạy rồi. Oh my god, tôi gà đỉnh quá các bạn ơi. Ui, tôi gà trốn thoát được hai lần lần đó. Trời ơi. À, bạn nó kiểm tra chỗ này chắc bạn nó không quay lại kiểm tra lần nào nữa đâu các bạn ơi, tại vì đâu có ai mà trốn ở đây đâu. Ok. Ôi, hay quá, hay quá. Ê Nabi, coi thử bạn nó còn bao nhiêu binh nha Nabi. Nhưng mà có tới hai bạn nữa. Coi hai bạn còn mỗi người còn bao nhiêu binh để tôi gà còn liệu với tôi gà trốn coi. 10% à. Ok. Để tôi gà sắp chiến thắng rồi các bạn. Trời ơi. Trời ơi, xách con gà theo thì có thì Quên chưa, chưa thấy Quên vậy. Đâu? Quên rồi. Yeah, tô gà thắng rồi. Woohoo. Tuyệt vời. Tô gà thắng một bán.
Ok, vậy là tôi gà cũng đã chiến thắng cho các bạn fan rồi đó. Thấy chưa, thấy tôi cố gắng cho tôi đã trốn thoát khỏi hai lần bị bắt luôn nha. Nên các bạn hãy nhớ like, share video, nhớ ủng hộ, subscribe cho tôi gà nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Nếu các bạn muốn tôi chơi trò chơi nào trong Roblox nữa thì đừng quên comment ở dưới. Bye bye mọi người.